Hi, Mận xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống Ở Đích. Thì sáng hôm nay Mận có đi, hai vợ chồng có đi qua chợ cá hải sản ở bên nước Hà Lan cả nhà. Thì cái chợ đó nằm ở Amsterdam nha. Mận cũng có quay cái clip Mận chia sẻ, cả nhà vào xem nếu thích đi đến đó đó. Thì ở dưới bình luận và cái phần mô tả là Mận có đỡ cái địa chỉ chợ cá đó. Cả nhà vô lấy địa chỉ đi quen đó, đi dạo, đi chơi, đi ăn, đi uống cũng như sắm sửa rất là tuyệt vời nha cả nhà. Lâu lâu mình đi cho nó thoải mái tinh thần, thay đổi không khí. Thì mình đi chợ xong mình mua được ít cá để dành ăn 1-2 tháng, sau đó mình đi tiếp. Thì hôm nay hai vợ chồng mình làm cá hấp nha. Đây là cá hấp cuốn bánh tráng ăn với rau sống. Còn cái này là cá chiên ở bên Hà Lan. Hai vợ chồng mặn ăn xong mua về hai con cho hai đứa con gái, mà hai đứa nó ăn có một con à, không tới một con nữa, còn đợi đó vợ chồng từ từ ăn sau. Còn này là cái chén nước chấm của hai vợ chồng mặn, chua cay ngọt. Bên đang cuốn phải có nước mắm này mới đã. Trong buổi cuốn bên này tất cả rau nhìn thấy cũng xôn xao, có hẹ nè, có rau răm nè, có ngò rí nè, có giá, có đồ luôn, có bánh tráng giờ là hết sảy rồi. Thì thôi Mận cũng xin mời cả nhà cùng ăn với hai vợ chồng Mận nha. Còn hai đứa con Mận ăn no chung vô kia coi phim mà ngủ luôn rồi. Còn này nè, trái này là trái mãng cầu, ở quê Mận gọi là mãng cầu nhưng ở ngoài Bắc là gọi là trái na. Trái na đây, cho anh cá bánh tráng đây. Một cái. Bây giờ mình cuốn cái bánh cuốn cho nó đầy đủ rau ăn cho nó ngon nha cả nhà. Đó. Mấy cọng hẹ. Cho thêm chùm đậu răm coi. Này mà ăn phải cá đậu răm chứ. Đây là cá. Cá nục bông mình hấp đó. Này là ông xã mà ông hấp. Hấp vậy nó mới ngọt nước nha cả nhà. Cái nước ở trong này mình có thở, mình ăn xong mình lấy cái muỗng mình múc mình ăn nó ngọt. Cá này con cá, đáng lẽ cá này 10 đồng chỉ có 3 ký cả nhà. Nhưng mà nó thấy nó tươi quá. Cái đợt cá này nó tươi quá nó bán 8 đồng một ký. 8 đồng kilo. Đắt bao nhiêu một cá chơi liền. Cá 10 đồng 3 kilo đó. Họ bỏ tủ đá đó cả nhà, đông đá đó, rồi người ta bỏ ra người ta bán ăn không ngon. Còn cái này là cá tươi mới lên, cái con cá nó còn ông ánh luôn á, nhìn đã lắm. Rồi đây là nước mắm thần tiên này cả nhà ơi, ăn bánh tráng cuốn không có nước mắm thần tiên này là ăn không được rồi đó. Mình mời cả nhà thưởng thức với cái hai vợ chồng nha. Thưởng cuốn rồi. Giờ quay chồng thì ăn nha cả nhà. Hai đứa con ngủ hết rồi chứ không kêu hai đứa con đứng nó quay cho vợ chồng ăn cũng được. Còn gì mà bằng. Quá đã. Bên này bên nước này lạnh rồi cả nhà ơi. Lúc hai chồng đi chợ cá hồi sáng này á, 4 độ. Cá hề vô mới đã. Thì giờ mùa mùa thu rồi, mùa thu tới sắp sửa qua, mùa đông sắp sửa vô. Tính ra năm này là mùa hè thì ít, má qua đây chơi thì không có mấy ngày ấm áp cả nhà, rồi má vừa lại Việt Nam là bắt đầu lạnh lại. Mùa hè nói chung là mùa hè năm nay ấy, mùa hè năm nay không có nóng như mùa năm, không có đẹp trời. Lạnh thì lại nhiều hơn nữa chứ, chùa ké gì mà em thường đại. Ông xã mặn lúc mua nha cả nhà, coi này miếng cá này nó trắng phau luôn. Lúc mà mua một bên thì bán cá mà cá người ta đỡ đông đá rồi đó, người ta lấy ra
thì cái đó nó không có cái mình của nó không có óng ánh, không có nhé nhé nha, là người ta bán là 10 đồng 3 ký. Còn cái loại cá mà trên mình óng ánh nó mơ kiểu như tươi á, tươi rối luôn á, là 8 đồng một ký. Ông xã mà không lấy 2 ký cá tươi là 14 đồng. Rồi bạn thấy cá kia nó vẫn còn hả 16 đồng chứ, 8 16 à, 16 đồng. Sau đó bạn nói ông xã bạn mua 10 đồng 3 ký cá đồng đá, cũng là cái này mà cá đồng đá nha cả nhà. Rồi mình ăn có cái này có cái kia, chứ còn mà mình ăn mình mua cá mà ngon tươi quá kiểu như mắc quá đó, mình ăn mình không có tiết kiệm được. Wow, thôi ăn giờ đã mỗi người một cuốn. Cá nó ngọt. Tươi nó quê ăn lắm, nó dùng biển lắm. Cá mà là tươi đóng ánh nha, còn dễ đành đạch nha. Nấu ăn hết sạch. Thì ăn cái cuốn này phải có nước mắm thần tiên, làm nước mắm nó thiệt cay mắm mặn đó, mới đã. cay chua ngọt. Vô cái giờ giờ cái rồi vô vô miếng là hấp miếng này, vô miếng cho nó thông cổ cho màu da nó hồng hào. Em uống nước quá sợ. Thôi cùng cái thôi vô vô cái nhà nha. Cái răng của mặn á, mà ăn bánh tráng cuốn mà ghét lắm, ghét là sao, nó kiểu như nó dính rau á. Từ lúc mà em đi đi làm sạch răng, em lấy cao răng vô răng người ta móc, người ta lấy ra cái bắt đầu nó làm lỗ 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 cả nhà. Nó có những cái khe cái hở, bắt đầu mình ăn rau rau cỏ đồ vô bắt đầu nó dính vô đây ngay. Phải tại cái người làm nó làm kỹ quá, nó cạo kỹ quá cho nên nó mới hẻ cái chân răng ra. Cho hồi trước em chưa đi làm sạch răng á, em chưa lấy cao răng á, thì em ăn đâu có dính đâu, không có dính một cái chút nào cả nhà. Bây giờ hả, là ăn vô là nó dính Giờ nó mấy cái kẽ chân răng hả. lấy nó cạo nó kỳ ra rồi nó mài ra thì nó trống một chút. Anh nghĩ có khi nào người ta mài luôn cái răng thiệt của mình á, nó răng lớn thành răng nhỏ nhỏ cái nó bị trắng không anh? Có đâu nào. Không có hả? Trong bụng cá anh có bỏ hành nữa hả? Cả chứ. Cá này cái xương nó mềm lắm cả nhà. Mình đâu có chờ đợi thời gian nữa. Anh, Việt Nam mình chuẩn bị tới Tết rồi. Mình thấy mấy người đang lên Facebook á, còn mấy tháng nữa là tới Tết rồi, chuẩn bị trồng hoa rau củ quả. Còn hình Ngày bây như giờ tháng mấy 9 tháng rồi rồi, ta, 3 còn tháng, 5 tháng nữa. 4 5 tháng nữa cả nhà. Ồ, trong này anh có lặt bỏ đầy đủ hết rồi. Có. Vậy mà em tưởng đâu không có, em lại lặt thêm nữa chứ. Này ăn rau nhiều nó mới ngon. Con thứ hai. Trời, nhìn con cá mà hấp dẫn quá. Cuốn em ăn bánh tráng này nó nhanh no lắm nha cả nhà, ăn chừng 2 3 cuốn là mình đã thấy no cái bụng rồi đó.
bữa nào nấu lẩu ăn anh. Thêm lẩu. Bây giờ mùa đông tới rồi, lẩu nó ăn nó mới đã, cho nó ấm ấm, lạnh lạnh nó ấm ăn nó mới ngon. Mặn thì mùa hè, mùa nóng, mùa lạnh gì ăn cũng được hết á, cũng thấy ngon. Lẩu mặn khoái. Nhưng mà hai đứa con mặn là ít thích. Mình có mua mấy con ghẹ á, chiều cho con nó ăn, chiều anh lột cho con nó ăn. Ghẹ nó bán hả? Ghẹ nó bán đắt quá chừng luôn á. Ghẹ còn đắt hơn cua nữa. Anh mua hầu nhiêu ký? Cua nâu nó uy á phải có 12 đồng một ký à. Tính ra tiền Việt Nam mình á chỉ có 200 mấy thôi một ký. Còn ghẹ á đèn nhòi bánh nó dài. Còn ghẹ cả nhà mà mua là 18 đồng một ký, mà con nó cũng có được lớn nha. Nhưng mà mặn khuyên cả nhà nha, nấu gì trái cây á, như kinh nghiệm của mặn từng đi mua đó, thì mình thấy ngon mình mua một ít thôi, đủ ăn thôi, đừng mua đỡ nhiều. Ở trong siêu thị ở bên đất này mặn mua mình mặn có đỡ thở, có thở đỡ trái cây một tuần lỡ không sao, nhưng mà ở bên Hà Lan á mặn đỡ khoảng tuần 2 ngày là mặn thấy là ấy ấy rồi, không tới 2 ngày nữa, ngày thứ ba là hư bỏ luôn. Đây nói có sách mắt cái trứng trái na nè, lúc mà mặn mua ấy, tại vì đồ của người ta đỡ là đỡ lạnh rồi, trong tủ lạnh ta lấy ra người ta bỏ, tủ đông đá gì mà không biết nha, nhưng mà nói chung là nó rất là tươi. Đây là mặn mua hầu sáng còn xanh, xanh lên à, xanh rất là xanh luôn. Mà quay trong clip cả nhà xem thấy nó xanh, nhưng mà bây giờ là hiện tại bây giờ ở chỗ mình bên Đức là sớ rồi, 2 giờ phải không anh, 3 giờ kém mà cái trái nè nó đen rồi nè, kiểu như nó sậm màu nó đen rồi, bắt đầu nó úng hay sao á, cho nên cả nhà mua ít vừa đủ ăn thôi, ăn 1-2 bữa là được. Nhưng mà đôi lúc trái cây ở bên đó mà cũng ít muốn mua, không biết sao bây giờ ăn nó mới ngon, nó lạc lạc, có cái mở ra thì nó bị hư á cả nhà. Còn người ta bán đó người ta để tủ lạnh cái nhiệt độ nó cao ấy cho nên giữ. Còn bơ thì mặn ăn mặn thấy được nha, bơ được cho nên mặn mua 5-6 trái gì mà mua sống gì đỡ nó chín từ từ ăn, bơ thì được. Nhất là xoài, đừng có qua ham xoài mà mua nha. Trời ơi, ông xã nói em mới nhớ xoài. Lúc mà mặn hầu mà không biết á, mặn ham. Mơ ha, mua chứ mua một lần á, có khi mười mấy trái, có khi mấy trái đủ cỡ 7-8 trái, 10 trái mà mua giờ ham, cứ một đồng trái, một đồng trái, ai euro một trái mà mua giờ 10 trái là 10 cả 10 đồng rẻ quá. Giờ không biết, giờ đỡ chiều ăn, cắt ra ở trong nó đen thui. Mua 10 trái hư hết 7 trái, 6 trái rồi còn chỉ 3 trái, 4 trái ăn được thôi, nhưng mà không ngon như cả nè, nó chua mà nó cái chua của nó giống như chua úng vậy á, nó không có phải chua thanh như cái kia đâu, nó ép giống như nó bị ép vậy đó. Thôi ăn không có ngon. Xoài là mặn ít có khi mua lắm. Chỉ có bơ, cả nhà mua bơ gì ăn. Còn mà mặn cầu đây là ông xã mặn thấy ngon quá kìa, anh cô gái nó ăn kìa. Gái sáng nay ăn còn nữa nè. Đây nó ăn mà nó không ngon mà ma hột không à, nó chơ nè, nó không ăn. Mà bỏ đây chút nữa anh ăn. Anh ăn nữa không? Em cũng mới. Ngon quá. Ngon không? Còn chút rượu qua rót uống hết rồi, bye bye ông bà của chú luôn đi. Rồi trời nha. Giờ này thúc mình uống rượu trời. Giờ này thúc mình uống hết chai rồi, kiểu mà chết thì chết. Thúc uống đỡ mua chai mới, sang chai mới. Cái rượu này nè cả nhà. Cái này là hiệu Hennessy hả anh? Đây. Cái loại Hennessy này nè, nó bán thỉnh thoảng ở đâu anh hả giá anh? Enochov. Ở Rainer mình á. Enochov. Hay là Combi, hay là River, tùy thế. Đó. Thì mấy cái tiệm đó là nó có hạ giá thỉnh thoảng, bình thường nó là 30 ba mấy anh? 43 đồng. 43 euro một chai này. Thỉnh thoảng hạ xuống còn 28, 29,
có lúc có là 38 tùy. À, tùy. Nhưng mà hạ rẻ nhất á, là còn gần 30 euro một chai. Bình thường bán 40 mấy. Mà bạn thấy ở bên Việt Nam mình cũng bán loại này mà 1 triệu mấy nha cả nhà. Nhưng tính ra 1 triệu mấy là mắc hơn bên này rồi đó. Yeah. Thì tính giá thì nó cũng xê xê vậy thôi, nhưng mà nó có chất lượng hay không mới điều quan trọng chứ. Thì thôi, cảm ơn cả nhà vì mến, chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ trong cuộc sống. Bye bye. Chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.